tôi chưa thấy cái lớp nào nó như cái lớp này hết trơn á trời. Thiếu nợ dai quá. Trong vòng 3 bữa nữa mà không đóng đủ nha, tôi cấm thi luôn. Cuộc thi La La Idol lần này em phải là người đứng nhất. Dễ như trở bàn tay thôi. Phải xem khả năng của em tới đâu. Thầy cứ cho con số. Tự nghi, để anh giúp em cho. Cô nên là một người diễn viên hơn là ca sĩ. Anh không cho em đi bán kẹo kéo chung với anh ở đâu. Sao vậy hả? Hôm nay anh cho em quá gian về được không? Hôm nay trời nắng hay là mình đi nằm sen nước tắm đi. Dạ, em cảm ơn anh. Cuối tuần này anh mời em đi ăn nha. Không lẽ anh không có tình cảm với em hả? Có, thật sự là anh có tình cảm đối với em. Dính thính ai không biết. Dính ngay cái ông Seven đó chứ. Mặt suốt ngày cứ đơ 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 đơ. Nhìn thấy mắc ghét. Tuyền ơi, em có sao không? Dạ không.